Dạ hello, chào cô chú anh chị mình. Thì cái ao lưới quy trình đó thì sử dụng vi sinh nhiều của chú anh chị mình. Thì tụi em cũng xài vi sinh ha. Cái giai đoạn đầu à, cũng ép vi sinh, vừa vi sinh ủ và vi sinh đáy của chú anh chị mình. Giờ để tiếng nó quay để mời cô chú anh chị mình theo dõi tôm nha. Thì cái tôm này nay nó được 16 ngày của chú anh chị mình. Thì cái hình thành cái gan ruột độ nó lên, nói chung là nó ổn của chú anh chị mình. Gan ruột phát triển nói chung là tốt. Thì môi trường dán quản lý cái môi trường nữa thì nó sẽ ok của chú anh chị mình. Để gây được cái tảo, nó giữ được cái tảo cho nó ổn định đó cô chú anh chị mình. Thì cái tôm này nó là giống hải âu của chú anh chị mình. Thì bên em cũng ăn cái dòng độ đôi gan ruột của tụi em nè. Thì cô chú anh chị mình thấy gan ruột độ nói chung là nó đang lên giai đoạn này vô cho nó thì nói chung nó ổn hết rồi cô chú anh chị mình. Gan ruột nó cũng đã hình thành lên được hết rồi. Và tôm nó cũng trắng, nhưng mà để dưới nước thì nó hơi bong, nhìn nó hơi còn hơi dằn gì chút cô chú anh chị mình ha. Cái nước mình nó dạng cái tảo nó chưa đủ tảo á. Cũng gây á, tại vì cái ao này em xử lý lại á. Thì giống hải âu này cô chú anh chị mình, đến chung về mấy anh em luôn nào về anh em cũng phát triển rất là tốt cô chú anh chị mình. Đó, để nhìn ở dưới thì nơi rằn ri của chú anh chị mình thấy chưa, nhưng dở nó lên thì nó nhìn con tôm nó ra hình hết rồi. Nhưng dưới nhưng mà cô chú anh chị em thấy không, gan với ruột đồ đồ cô chú anh chị mình thấy nó rất là hình thành lên rõ nét rồi cô chú anh chị mình. Ruột cũng lên rồi, cũng bự rồi, chứ không có kim của chú anh chị mình. Đó, dở lên thì con tôm mình đã khác hẳn liền ha. À, gỡ lên thì gan ruột rồi cô chú anh chị, nên cái thịt nó con tôm mình thấy nó trong lại đẹp, màu tấu sắc tố đầu tôm nó rất là tốt cô chú anh chị. Thì nuôi tôm nuôi môi trường nước nó quan trọng lắm cô chú anh chị mình, nó dẫn đến thành công hay không. Nhiều anh em có nói là thành công hay không thì nó nhiều cái nguyên lý đều là cái yếu tố để gộp lại để sao mà cho nó cái môi trường mình nó tốt thì nó đi được cái đường dài này, nó là quan trọng cái vấn đề đó. Ở dưới thì cô chú anh chị mình thấy cái nước của mình nó rất là, con tôm nó rất là rằn ha. Khi mà dở cái nhá lên đó thì cái con tôm của mình nó lại trắng ra, nói chung là nó da hình được con tôm. Còn khi ở dưới nhìn nó còn hơi con rằn gì một chút, nó giống nhìn giống tôm sú của chú anh chị mình. Thì cái giống này tụi em nói chung là bên làm thì tụi em cái nguồn thì tăng dòng super và cũng dần ít của chú anh chị mình ha. Nói chung là mà quy trình là bên tụi em sản xuất của chú anh chị mình. Thì mỗi cái giống là để mình làm để cho nó chất lượng đến cô chú bà con mình, cô chú anh chị em, cô bác, cô chú anh chị mình ha. Thì cái này nó ăn nó còn sớm để em dở lên á, kiểm tra tôm. Thì tôm cái giai đoạn này bắt đầu thì nó bắt đầu là nó ăn được, thì nó bắt đầu mình đưa nó lên từ từ cô chú anh chị mình để hỗ trợ cho nó. Thì cái không viên này á, thì có mấy cũng là ao này, còn cái ao bên đây á, cặp đây thì em cũng làm sú rồi, cũng dư mẫu đó, đưa mẫu về thì em cũng đổ mẫu xuống cái ao 25 ngày thôi, tôm nó cũng bự dần dần hết rồi cô chú anh chị mình, nó phát triển rất là tốt. Nói chung giống hải âu thì rất là ok, tuyệt vời, đề kháng, sức khỏe rất là khỏe cô chú anh chị mình. Và cũng thường thì ngừa núm đồng tiền cô chú anh chị mình ha. Cái này thì tại vì ao lưới nó căng lắm. Rồi cái thứ hai nữa thì cũng vô gan ruột nè cô chú anh chị mình, thì cô chú anh chị mình cứ theo dõi ha. Thì cái này tiếng nó gửi qua để em làm cái clip, chứ em cũng đi thị trường mấy ngày nay, cả tháng này em không có qua ao luôn cô chú anh chị mình. Đó, thì để cho tiếng nó kêu nó gửi qua mấy cái clip ngắn để cho làm những cái clip, cái video cho cô chú anh chị mình xem. Thì qua đây em làm lại. Đó, gan ruột đồ lên ha, trắng rồi không? Ruột của thấy cô chú anh chị mình thấy ruột là con nào nấy nó lên đều đó, mà dở lên là con tôm mình nó trắng đẹp ghê không. Nó mới có 16 ngày của chú anh chị mình, tiếng nói 16 ngày của chú anh chị mình này. Tôm này nói chung 16 ngày thì cái đoạn mùa mưa này thì cũng dướng và mưa bão nhiều của chú anh chị mình. Tôm này nó cũng đề kháng, nó cũng rất là tốt của chú anh chị mình. Thì cái tiêu chí của em là chất lượng uy tín là cái hàng đầu. À, chị giống thì cô chú mình cứ liên hệ với chỗ em ha, chỗ Minh Trần đó, thì để em tụi em cũng có nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho cô chú anh chị mình trong quá trình đó ha. Thì cô chú anh chị mình anh em cứ liên kết đi thì tụi em sẽ hỗ trợ được rất là tốt, đẹp ha cô chú anh chị mình. 16 ngày vậy được rồi, cũng tạm ổn rồi, ra hình hết rồi.
16 ngày vậy cũng là chà chửng, mà nó hơi dần dì tại nước mà nó hơi trong. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó tôm tôm này là giống hải âu. Thì bên cái giống này á, thì em cũng chia sẻ cô chú anh chị mình, thực sự là tụi em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình á, là một giá thì 130 đồng khuyến mãi 100%, sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình thả 100.000 con, sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình một bộ gan ruột để mình ăn trong một cái tháng đầu luôn cô chú anh chị mình ha. Đó, khi nào nó nói chung là bộ gan ruột là ăn được tháng cho 100.000 con. Rồi tiếng giờ gió lên. Còn cái ao này là cái ao, à cái ao tôm sú nó mà nó thả con thẻ này 25 ngày mà nó lớn hơn con sú luôn cô chú anh chị mình. À 25 ngày mà nó lớn hơn sú nữa. Thì cái ao ao này là cái ao con sang thú qua sú qua cô chú anh chị mình. Rồi tiếng qua đây nó dở tiếp nữa nè. Để dở lên coi tôm nè. 16 ngày là vậy cũng là ok. Ngon ngon lành cành đào rồi cô chú anh chị mình. Đó, nãy còn mồi ngà cái muốn hết rồi thấy chưa? Nó cũng bắt mồi, dâu nó đỏ lên là con tôm mình sẽ bắt mồi mạnh à. Cô chú anh chị để ý coi. Nơi dâu nó sẽ đỏ lên là con tôm sẽ bắt mồi mạnh. Giống hải âu cô chú anh chị mình. Em bên em cũng có sú rồi luôn cô chú anh chị mình ha. Thì sú 150 đồng khuyến mãi 30% cô chú anh chị mình, 100.000 con. Tụi em cũng hỗ trợ bộ gan ruột cho cô chú anh chị mình trong quá trình ha. Thì chương trình tụi em làm á, thì cố gắng có thể cho cô chú anh chị mình và đưa những cái gì chất lượng đến cho cô chú anh chị mình ha. Chung gan ruột ăn cũng rất là chuẩn. Dở nhá lên. Ao này là cái ao tôm sú nè cô chú anh chị mình. Để dở lại nữa. Nãy dở nó tiếng cho nó dở. Cái con thẻ này là 27 ngày cô chú anh chị mình. Tại vì bữa nó gửi qua là nó nói là 25 ngày. Thì nay 2 ngày 3 ngày đó thì 27 28 ngày cô chú anh chị mình. Nó còn lớn hơn con sú nữa. Không sú thì nó sao le nhiều á, thì bằng thẻ vô điện sú nó dạt của chú anh chị mình. Thì sú nó nhiều con, nó nhiều phân lội lắm chứ không phải. Nó có con lớn lắm thì nó cũng sú này nó ngoài 2 tháng gì rồi. Để em hỏi là nó bao nhiêu em cũng quên luôn, em không biết. Rồi để nó quay lại cao thẻ lại nữa nè. Cho cô chú anh chị mình xem nha. Trong đề kháng này rất là tốt cô chú anh chị mình. Về nói chung là tôm này đề kháng nhất là tốt, nó cũng chống chọi với môi trường thời tiết khó khăn thì mưa gió bão bùng rồi của chú anh chị mình. Ồ vô cũng dữ chứ, hết màu luôn rồi nè, ăn muốn hết màu rồi nè. Đó thì chú anh chị em thấy không, gan nó đã hình thành đó. Thì cái giai đoạn này thường cái giai đoạn này là hỗ trợ gan ruột cho nó này của chú anh chị mình, đưa vô nè, mình kèm vô để anh chị mình chọn cái số 1 vô anh chị để cho mình đưa cho nó ăn, để cho nó có đưa gan ruột cho nó lên. Ồ giờ dở lên thấy nó khác hơn của chú anh chị mình ha. Nó đã hình thành giống hải âu của chú anh chị mình. 16 ngày của chú anh chị mình ha, nay là 16 ngày nha. Hiện tiếng nó gửi qua nó 16 ngày, thì 16 ngày của chú anh chị mình. Cái dâu nó đỏ lên này nó sẽ bắt màu mạnh. Thì cái dâu này nó cũng chưa có được đỏ lên nhiều, thì nó cũng chưa có bắt màu mạnh đâu. Cái dâu mà nó đỏ lên rồi nó thì nó sẽ nét lắm. Thì chắc em nghĩ là khoảng 3 ngày nữa thì sẽ ổn, tôm nó sẽ nhìn nó sẽ hình thành hơn nữa. Chắc nó có thể nó hết cái vấn đề bị trắng kia, bị bong bong đó cô chú anh chị mình. Không dở lên đẹp đấy, dở lên rất là đẹp cô chú anh chị mình. Dở lên thì hình con tôm mình nó dai rẻ, dai rẻ nha. Bên em thì xôn cái thẻ này thì 130 đồng, thì em cũng nhắc lại 130 đồng khuyến mãi 100%, hỗ trợ cho cô chú anh chị mình á, dưới 100.000 con thì hỗ trợ cho cô chú anh chị mình á một bộ gan ruột ăn trong quá trình một tháng cô chú anh chị mình ha. Sẽ mang đến những cái gì tinh túy nhất cho cô chú anh chị mình. Hàng nói chung thì nuôi tôm thì mình không có nói được cái chất lượng, nhưng mà với cái hương vị thì anh em ủng hộ thương tụi em sẽ làm, cố gắng làm cái những cái sản phẩm tốt nhất cho cô chú anh chị mình trải nghiệm. Và cái con giống thì lúc nào cũng tiêu chí hàng đầu chất lượng cô chú anh chị mình, chất lượng và chất lượng, để nói chung mình làm để hỗ trợ giống và hỗ trợ chương trình rồi cho cô chú anh chị mình để tốt nhất, để hỗ trợ trong lúc khó khăn nữa cô chú anh chị mình. Thì tiếng nó sụp cái đó đặng nó ép vi sinh đó. Thì thường thường cái giai đoạn đầu em ép vi sinh nhiều của chú anh chị mình,
nói chung là không có diệt khuẩn, nói chung là không phải là không diệt khuẩn nhưng mà tình huống để sử dụng thôi. Để dở nữa thì nó gửi qua từ đoạn vậy đó, thì tụi em sẽ gom lại làm một cái video của chú anh chị mình để coi nha. Hết mồi chưa? Đó, con hết mồi của chú anh chị mình ha, hết mồi ha. Tại vì tôm này nó cũng mưa gió nhiều đụng mấy cái trận bão của chú anh chị mình, ngay mấy cái trận mưa bão nhiều nè, mà nó cũng phát triển về cũng rất là ok của chú anh chị mình. Điều ghê ha, điều khi mà xuống giống đàng hoàng đó là nó chậm hết của chú anh chị mình, tôm rất là khỏe, nó chậm hết trơn luôn á, à, tỷ lệ rất là đạt nha. Rằng gì vậy chứ dở lên là không có rằng gì đâu của chú anh chị mình. Tại vì nước của chú anh chị mình là em sẽ gây cái màu cho nó dày lên tí nữa, nó còn hơi non. Tại cái ao này em xử lý dâu nhiều lắm, tại hồi đó em quấn vào 1.000 quấn đến 1 tấn dâu lần đó. Thì cô chú anh chị mình á, thương thì em hỗ trợ giống rồi, nói chung là cô chú anh chị em cũng cần những anh em làm thị trường và quý địa lý rồi đó, thì tụi em sẽ liên kết để làm hỗ trợ tốt nhất, cùng phát triển và cùng thành công của chú anh chị mình ha. Đưa những cái chất lượng tôm chất lượng nhất để phục vụ cho cô chú anh chị mình, bà con cô bác mình ha. Bà con cô bác mình thương thì ủng hộ cho em ha. Giống hải âu nè cô chú anh chị mình đó. Giống hải âu 16 ngày của chú anh chị mình ha, 16 ngày. Cái này thả thẳng nè, em thả thẳng luôn chứ không có ương dèo vậy. Thì em nuôi cái mật độ này cỡ 150 con mét vuông của chú anh chị mình. 150 con mét vuông nha. Em cũng chạy oxy thưa thôi, cô không chạy nhiều, lớn thì chừng nào lớn thì mình cần thiết thì mình nâng cấp cô chú anh chị mình ha. Thì lúc nào cũng gửi lời chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe hết. Thì thương ủng hộ thì cho em xin một like, một đăng ký để ủng hộ em với anh Tiến có nhiều năng lực hơn nữa. Để làm nhiều cái video thì em lúc này em đi thị trường nhiều, em làm để liên kết cái giống thì nói chung là cũng về điều để hỗ trợ và phục vụ cho cô chú anh chị mình. Và anh em đã cũng xuống tôm, nói chung là cũng phát triển rất là tốt cô chú anh chị mình. Chất lượng nha, chất lượng hàng đầu. Nói chung là tôm là chất lượng rồi. Xin chào, hẹn cô chú những video tiếp theo.